quản lý an toàn hạt nhân. Ngày mùng 4 tháng 4 tại Hà Nội, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân ATBXHN và Liên minh châu Âu tổ chức hội nghị truyền thông về tăng cường năng lực và tính hiệu quả của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân và tổ chức hỗ trợ kỹ thuật của cục. Dự án VN301 gạch chéo 13. Dự án diễn ra trong 3 năm, từ tháng 5 năm 2016 đến tháng 4 năm 2019, nhằm nâng cao năng lực và tính hiệu quả của cơ quan pháp quy Việt Nam tổ chức hỗ trợ kỹ thuật của cục ATBXHN trong quản lý an toàn hạt nhân theo tiêu chuẩn quốc tế. Để thực hiện mục tiêu này, có 6 nhiệm vụ cụ thể gồm: phát triển khung pháp luật và pháp quy về an toàn hạt nhân của Việt Nam, phát triển hệ thống quản lý chất lượng cho cục trong quản lý các cơ sở hạt nhân, tăng cường năng lực đánh giá và thẩm định độc lập hồ sơ an toàn, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực và chương trình đào tạo bền vững cho cục, xây dựng năng lực thanh sát hạt nhân, tăng cường minh bạch và thông tin đại chúng. Các chuyên gia Cán bộ trong lĩnh vực an toàn hạt nhân của Việt Nam đã được nâng cao năng lực thông qua nhiều hình thức chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo, huấn luyện tổng thể, đào tạo thực tế tại các cơ sở nghiên cứu và tổ chức quản lý về hạt nhân ở Pháp, Đức, Bỉ, Phần Lan. Đánh giá về kết quả, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh cho biết, các dự án thực hiện đúng tiến độ và kết quả đáp ứng mục tiêu đặt ra ban đầu. Việc này có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện dự thảo một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn hạt nhân, thanh sát hạt nhân và ứng phó sự cố. Bước đầu công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ hạt nhân của Việt Nam đã xây dựng hệ thống quản lý tích hợp theo chuẩn mực quốc tế tiên tiến và kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, phù hợp với chức năng quản lý nhà nước của cục ATBHN. Có thể khẳng định những thành tựu đạt được của dự án đã góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả cho cơ quan pháp quy hạt nhân Việt Nam, Bộ trưởng nói. Đại sứ Bruno Angellet, trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cho biết, trong thời gian qua Liên minh châu Âu và Việt Nam đã hợp tác trong nhiều lĩnh vực không chỉ lĩnh vực hạt nhân mà thương mại năng lượng, đầu tư và an ninh quốc phòng. Qua dự án này, EU mong muốn hỗ trợ Việt Nam với mục tiêu nâng cao năng lực của cơ quan pháp quy hạt nhân của Việt Nam có đủ năng lực cần thiết để quản lý lĩnh vực này cùng các nước trong khu vực. Các vấn đề về xử lý chất thải, ứng dụng trong y tế là các lĩnh vực đại sứ Bruno Angellet cho rằng hai bên có thể hợp tác trong thời gian tới.